Cô Tư, nãy đi ngang nhà anh thấy không có anh ở nhà, té ra anh ở đây. Tôi cho cá ăn mà. Anh ăn sáng chưa? Chưa cô ơi, sáng giờ lu bu lo cho cá ăn nè, có kịp ăn uống gì đâu. Vậy để tôi làm cho anh gói xôi hen. Cô bán tôi một gói đi. Nè, anh ăn lót dạ đi, gói xôi cuối cùng đó. Trời ơi, vậy hả? Cảm ơn cô. Nhiêu tiền tôi gửi? Trời ơi, tiền bạc gì anh ơi. Vậy coi sao được cô Tư, cô bán kiếm lời mà, cho không tôi vậy lỗ vốn à. Chòm sớm mà tính toán lỗ lời gì anh. Mà tôi cũng đâu phải kiếm sống bằng cái nghề này, chẳng qua là lúc rảnh rỗi việc đồng án, tôi đi bán kiếm tiền mắm muối thôi. Anh ăn đi. Cô nói vậy thì tôi ăn, nhưng mà lần sau nhất định phải lấy tiền nữa nghe. Chuyện lần sau thì để lần sau tính đi hen. Công nhận xôi của cô ngon thiệt á nghe. Má tôi truyền bí quyết làm xôi lá cẩm cho tôi đó. Mấy cái bè cá của anh sao rồi anh ba? Chừng nào thì thu hoạch? Khoảng 2 tháng nữa cô à. Cá tra, cá dưa hồng, cá thác lát cườm, cứ 6 tháng thì thu hoạch một lần. Anh giỏi thiệt á, vừa mần ruộng rồi vừa nuôi cá bè nữa. Trời ơi, giỏi gì cô ơi, cũng tại cuộc sống vẫn còn chật vật khó khăn nên phải nhiều cố gắng, chẳng mang dầm mưa dài nắng, dẫu nhọc nhằn quằn nắng đến dài, dẫu đôi tay nắng cháy cháy sần. Chỉ cần cuộc sống ấm no để mình không bằng lòng lo. Nhà nông chúng ta gió sương dài dáng, khi cài ruộng càng lúc cây lúa đồng sâu, suốt tháng quanh năm mưa nắng dài dâu, để vườn ruộng xanh màu an vui, để tất cả nông dân luôn tươi nở nụ cười, khi người người đều được ấm no. Bà con mình thì chỉ mong được như vậy thôi. Nhưng mà anh thấy rồi đó, lúc nào cũng như vậy, hễ cứ được mùa thì mất giá, mà có được giá thì mất mùa. Thì đó, chính vì vậy mà nên tôi mới làm liều một phen, vay vốn nhà nước đầu tư bè bọng nuôi cá, hy vọng cuộc sống khấm khá hơn. Mần ruộng thì rất là cực, không biết nuôi cá có cực không hen anh ba hen. Cực chứ cô, mình phải chăm sóc chúng rất kỹ, phải tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, phải xay giả thức ăn nè. Cô thấy đó, công việc cứ phải mần hoài, chẳng phút hở tay mình nên tôi cứ lây quay suốt ngày. Hừng đông còn đông sương mai là tôi đã phải xay thức ăn cho cá rồi. Một mình thì hụt trong chòi, xay xong rồi thì bưng dội ra sông cho ăn, phải đút thử để cá không bị bệnh gì. Tôi cứ nghĩ chỉ có nghề trồng lúa là mình phải dầu dài nắng phải đi sớm về trưa, ai dè nuôi cá cực khổ đâu có thua mần đồng. Công việc nào cũng có cái khó khăn riêng của nó hết cô ơi. Đồng tiền chân chính kiếm không có dễ, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Anh nói chí phải. Tôi phải ráng chăm sóc cái bè cá này, hy vọng lời kha khá để cuộc sống được cải thiện. Người ta hay nói cái câu là cái câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá thì nuôi heo, mà muốn nghèo thì nuôi vịt. Hy vọng anh sẽ làm giàu nhờ cái mô hình nuôi cá này. Tôi cũng hy vọng như vậy á cô. Cầu mong trời Phật, ông bà phù hộ cho mọi việc được thuận buồm xuôi gió,
Chứ nếu lỡ gặp phải chuyện rủi ro gì thì bao nhiêu vốn liếng công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết. Mà anh cũng đừng có lo lắng quá. Ông bà mình dạy: nhân hữu tâm, thiên hữu nhãn. Người có lòng, trời có mắt. Thôi, cũng trưa rồi, tôi về lo cơm nước cho thằng Đèo. Sáng nó đi xịt thuốc lúa, chắc cũng sắp về rồi. Không biết sáng nay con Đẹt nhà tôi có ra thăm ruộng không nữa. Chắc là có đó. Hồi nãy đi ngang nhà anh, thấy nhà đóng cửa kín mít hà. Thôi, tôi về nghe anh ba. Cô về đi. Chúc tôi cũng về nhà, hỏi con Đẹt coi lúa thất nó ra làm sao. Dạ. Tía không có trong chòi. Bác ba cũng không có dưới bến luôn. Chắc là tía của em qua nhà chú Bảy uống trà, đàm đạo với chú Bảy á. Thôi anh về trước đi. Em vô dọn dẹp chòi cho tía. Đợi chút tía về á, cái em báo cáo tình hình lúa thóc cho tía luôn. Hổm rày á, Anh cũng không có gặp bác ba, cho nên là anh muốn ở lại. Chờ chút rồi bác ba về, anh thăm bác ba luôn thể. Có thiệt là muốn thăm tía của em không đó? Thiệt mà. Nói thăm vậy thôi chứ là anh muốn gặp bác ba để học hỏi kinh nghiệm nuôi cá bè nè. Có gì xong vụ lúa này á, anh nuôi cá luôn. Ngàn ơi, mần ruộng chưa đủ cực hay sao mà anh còn muốn nuôi cá nữa? Ráng mần kiếm tiền cứ dở mà. Ăn chưa no, lo chưa tới mà cứ muốn cưới vợ không hả? Thì tại nghe lời bác ba dạy chứ bộ. Tía dạy? Tía dạy anh làm sao? Bác ba nói ha, cưới vợ là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha. Cho nên là anh... Anh dám nhái tía của em hả? Em mét tía cho coi á. Thôi đi, miệng lưỡi quá à. Muốn vợ thì chịu đại đi, cứ chối quanh không à. Chịu thì chịu, chịu đại á. Tại thấy người ta có mình ơn giải dầu mưa nắng, cho nên là muốn cưới người ta về để... Để làm gì? Để... Làm gì? Để đây với đó nè. Mình cùng nhau chia sẻ bao vui buồn, ta cùng chăm bón cho ruộng, nương xanh biết ước mơ ngày mai. Đường đời trong gai dài kề dài chẳng phải hương nguyên. Duyên không xa bên, bên quê xin ngàn đời son sắc, ghi gắn vào tim niềm tình. Với càng dù phải trải qua bao mùa nắng hạn, dù dày dạn đắng cay vẫn không phai nhạt hương tình. Bởi trái tim ta đã in đậm khắc sâu nguyện ước đôi mình, lòng vẫn lòng luôn giữ gìn son sắt, dù muôn nẻo đường tình chắc trở chung chuyên, ta vẫn như bến với thuyền bền chặt mối tơ duyên, như đôi chim quyên trọn đời liền canh, dẫu cho trời già gieo cành lá lay. Tay siết chặt tay, lòng không thay đổi. Thương nhau cũng được mấy năm rồi, chứ đâu phải một ngày một bữa đâu. Cho nên
không biết lòng dạ của anh sao, chứ riêng em thì... Em thì sao hả đẹp? Em nguyện son sắc muôn đời, dòng sông con nước khi vơi khi đầy ai ơi. Lòng em không đổi không vơi, khi đã trao lời nguyện ước cùng nhau, thì ngày sau dẫu có ra sao, giàu sang hay cơ hàm cầu đã vàng khắc sâu lòng ta. Mình được sinh ra nơi đồng chua nước mặn, và đã lớn khôn theo mưa nắng bao ngày. Hai đứa thương nhau suốt mấy năm dài, từng ngày chung tay cài sâu cuốc bẫm, nên tấm chân tình luôn sâu đậm ở lòng ta. Em không tham sang giàu, không đam mê địa vị gắm qua, nên tình ta không thể phôi pha vì xa qua vật chất. Anh hãy là cây lúa xanh, em sẽ là mặt đất, đôi ta kết chặt ân tình son sắc ngàn năm. Thì anh sẽ là cây lúa xanh, sẽ bám rễ thiệt sâu vào trong lòng đất là em. Ê, tí thấy, tí rầy đó. Thôi để em vô chòi coi tí nấu cơm chưa. Nếu mà tí chưa nấu thì em nấu cho tí ăn. Đẹp, đẹp. Trời, hai đứa bay tâm tình, tâm sự xong thì ông già này chết đói nhăn răng luôn. Ủa, tía. Papa. Tía, nãy giờ tía ở đâu? Nãy giờ tía về nhà nấu cơm, nấu xong tía ba dò bốn cẳng đi lại chòi để canh mấy cái bè cá nè. Bác ba tới lâu chưa? Cũng lâu lâu. Vậy là nãy giờ tía đứng ở đâu mà con không thấy tía? Nãy giờ hả? Tía đứng sau bụi chuối kia kìa. Chết cha. Gì mà chết cha hả bây? Nãy giờ con dùng lời tình tứ nói chuyện với đẹp, bộ bác ba đã nghe ráo rồi. Trời, mắc cỡ quá đi. Tía kỳ quá hả? Tự nhiên tía nghe lén tụi con nói chuyện, mắc cỡ quá hả? Nghe lén cha mày. Hai đứa. Dạ. Nãy giờ đứng ở nơi đây mà hồn phách gửi trên mây, nói chuyện mê say nên đâu hay biết gì. Thì khi tía thấy sao tía hổng lên tiếng? Tía sợ mần thuyền hai đứa thụi bay, nên đành phải đứng trong lùm cây. Thương nhau nào giờ tụi con chỉ dám nắm tay, bác cứ yên lòng, tụi con không có mừng gì sai. Thấy hai đứa thương nhau thiệt giả thiệt lòng, bác cũng muốn tụi bay thành vợ thành chồng với nhau. Thiệt vậy hả bác ba? Người lớn ai nói chơi mấy cái chuyện hệ trọng hả bay? Tía mừng như con gái của tía ế lắm hổng bằng á, cứ muốn gả con hoài hả? Sao bay không chịu ưng thằng Đèo phải không? Dạ con đẹp. Con hổng đẹp không muốn mừng vợ nữa. Tía, con nói rồi đó nha. Sao con hổng đẹp? Con hổng có dám cãi lời tía đâu mà nghe. Trời ơi, đồng ý mà cũng nói dài dòng là muốn rớt tim ra ngoài vậy á. Hai đứa đồng ý rồi ha. Vậy thì khi xong vụ lúa xuân hè năm nay á, thằng Đèo về nói với má bay á, trầu cao mang qua, bác sẽ tác hợp cho hai đứa. Dạ, con cảm ơn ba. Bác ba, vụ xuân hè coi cũng còn mấy tháng nữa lận. Sao? Nôn phải không? Nôn mình cũng ráng chờ con à. Tao cũng phải ráng chăm sóc mấy bè cá này, hy vọng sau khi thu hoạch trả vốn dai xong, còn lời chút đỉnh mà lo cái việc tiệc tùng nữa. Thôi ráng hen, 3 năm còn chờ được, huống chi mấy tháng. Dạ tía. Ý lộn nữa, bác ba. Nhưng mà hai đứa nhớ nè,
sau khi thành vợ thành chồng rồi á, thì phải ráng nhường nhịn nhau cho gia đình êm ấm, cho cơm lành canh ngọt, nghe không? Dạ, dạ tía. Ý lộn phải không? Nhưng mà tao thích. Đét à. Dạ. Dạ, tía kêu con. Con vô chòi lấy cho tía cái len đi. Chi vậy tía? Cúm núm kêu chiều, nước đang nhận lớn, tía ra ruộng mở đập, để nếu nước lớn tràn sông, nước sẽ lên đồng. Lúa đang trổ đồng đồng mà gặp hạn hán như vậy, tía lo quá. Dạ dạ. Năm nay hạn hán lớn quá, e là mất mùa trắng tay. Mong sao mưa thuận gió hòa. Len nè tía. À, tía đi à nghe. Dạ, tranh thủ gì ăn cơm nha tía. Ờ. Thiệt là thương tía. Một thân gà trống nuôi con, nên lúc nào tía cũng vất vả hết á. Đẹp. Cô Tư. Cô Tư mới qua hả? Ừ. À, tía con có ở nhà không con? Dạ, tía con đi thăm ruộng rồi cô Tư. Mà cô Tư kiếm tía con có chuyện gì không? Có chút chuyện con à. Số là hồi trưa cô nghe trên vô tuyến người ta thông báo là năm nay hạn hán. Nắng lửa chói chang thiêu rụi mùa màng. Mặt đất đường làng sẽ nứt nẻ khô khan. Sông rạch sẽ cạn khô, nước mặn sẽ tràn về. Trời ơi, như vậy là đại hạn. Mình phải mừng sâu để bảo vệ mùa màng, để đồng lúa hoàng bông thiếu hạt chín vàng, cho xóm làng có cuộc sống bình an. Tất cả chúng ta đang cùng đối mặt với hạn hán thiên tai diễn biến bất thường. Nước mặn tràn về gây hậu quả khó lường. Bà con nên tìm đường đi dời bè cá khỏi dòng sông. Dạ, để chút tía con về, con sẽ nói lại cho tía con hay. Ờ, bày nói lại cũng được. Còn bằng không thì chút nữa, nếu mà gặp ổng ngoài ruộng á, cô sẽ nói luôn. Thôi, cô đi nghe con. Dạ. Hy vọng có trận mưa lớn để có nước cho bà con mình đỡ khổ. Cô ơi. Dạ. Dì gọi con hả dì? Dì gọi con đó. Ờ, dì hình như là dì ở nơi khác mới tới đây phải không dì? Đúng rồi, dì ở Sài Gòn á. Dì ở Sài Gòn? Ờ, con biết Sài Gòn không? Dạ, con có nghe nói, nhưng mà con chưa có đi tới đó lần nào hết á. Nhìn dì sang trọng quá hà. Giới thiệu với con, dì tên Hương, làm nghề kinh doanh buôn bán ở Sài Gòn. Dạ. À, dì ơi, dì xuống dưới này để làm chi vậy dì? À, dì tìm người giúp việc á con à. Ủa, bộ ở Sài Gòn không có người sao dì? Có, nhưng mà ở trển á thì nhiều người gian hoa, không thật thà như dân ở quê nhà. Nên dù đường xa dì không hoàng nhọc nhằn bôn ba, nhưng mà xui quá đi cả buổi chưa gặp người như ý. Con biết ai chỉ giùm dì đây sẽ đáp đền công lao. Dạ, dì tìm người ra sao, công việc thế nào, xin dì nói rõ ràng. Làng này xưa nay ai cũng tử tế, cũng chân tình thẳng ngay. Nhưng vì cần trai hay gái, người gì tuyển có cần phải có học vấn. Ở đây đa phần là nông dân chân chất nên học hành không cao. Không cần trình độ cao đâu con, vì cần con gái thôi. Công việc sao hả dì? Không có khó khăn gì hết á con. Cả ngày ngồi ở trong mát không à. Tại lao vàng cho dì, nên dì đâu có cho đi lông nhóng ngoài đường được. Ôi, công việc
lau chùi vàng hả gì? Ờ, tại vì kinh doanh vàng đó con, nên vàng dòng nè, hột xoàn nè, mình trưng bày ở trong tủ đó. Bụi bặm nó bám vào, nó không còn có độ sáng bóng nữa, nên cần phải có người lau. À, thì ra là vậy. À, là vậy đó con. Nè, con tên gì? Dạ, con tên Đẹp. Cái trời đất ơi, mặt mày sáng láng vậy đó, nhìn vô tên nó y như trăng rằm vậy mà sao mà cái tên gì xấu quắc vậy ta? Dạ. Nhưng mà không sao, cái tên con xấu nhưng mặt mũi của con đẹp, đẹp lắm. Con nè, à, con lên Sài Gòn con làm việc cho dì nghe. Dạ thôi, con không có đi đâu dì ơi. Nhưng sao vậy con? Lên trển ở với dì, làm việc cho dì, dì hứa dì sẽ giúp con được giàu sang, bù đắp nỗi gian nan. Nơi làng xưa nắng mưa dầm chan, con sẽ sang trọng đời cũng như giấc mộng. Nếu con bằng lòng, dì sẽ rất sẵn lòng. Dạ thôi, con không muốn xa làng quê, để thương nhớ đầy dơi. Về nơi đất xa trời xa, đường xa lạ người thì cũng lạ. Nếu xa ngã nhất thời, sẽ hối hận suốt đời. Ai nói với con như vậy? Dạ, là tía của con nói với con như vậy đó. Cho nên con không có lên Sài Gòn đâu dì ơi. Tại ông già tía của con quê mùa nên nói vậy thôi. Lên trển có gì, dì sẽ lo lắng cho con mọi thứ. Dạ, dạ thôi thôi, con nhất quyết rồi, con không có bỏ tía con được đâu. Con có thể tìm người giúp cho dì thôi hà. Còn cái vụ kia thì... Mô Phật, trời ơi, làm hết hồn. Ôi, mấy tháng nay hạn hán khô khan, dái cho trời mưa để bà con nông dân mình đỡ cực khổ. Thôi thôi, dì phải về, tài xế của dì á đợi dì ngoài lộ lớn á. Đây nè, số điện thoại của dì. Khi nào con muốn lên làm cho dì, hoặc có ai muốn tìm việc á, thì con gọi cho dì nha. Dì xuống đón lên nghe. Dạ, con biết rồi. Có ai muốn lên Sài Gòn làm á, con sẽ giới thiệu cho dì. Cảm ơn con. Đẹp, dễ thương mà không có chịu theo dì, uổng ghê. Thôi, dì về nghe. Tạm biệt con nghe. Dạ, con chào dì. Sao cả chết nhiều như vậy? Trời ơi, cả chết hết rồi, cả chết hết thật rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Nước mặn xâm nhập, môi trường nước thay đổi đột ngột. Đúng rồi, là hạn hán, nước mặn xâm nhập. Trời ơi, chỉ mới một đêm thôi mà bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu công sức mà mình chắc chiêu, giờ đây tất cả thành cho bụi tiêu tan. Hạn hán gây ra cảnh hoang phế điêu tàn, nước ngọt cạn dòng trong lòng vì mặn tràn dân. Muôn nỗi khó khăn đè nắng bước chân, cố gắng vượt qua cảnh nghèo túng bao lần. Dù làm lụng chuyên cần giá sạm nắng tay chài, cho đến hôm nay tóc đã phai màu,
mà cái khổ cái nghèo vẫn bền chặt vào đời tôi. Tôi biết mần gì để có thể trả nợ đây. Cá chết, lúa mất mùa, hết rồi, mọi hy vọng đã tiêu tan rồi. Trời ơi, dời trong cây lúa xanh heo cô đồng xa, mơ ước trôi theo con nước mặn qua đồng. Nghe nhói trong lòng, đâu còn dòng sông con nước trong. Chùa xa tiếng quốc trời dời thiết tha gọi đàn, thôn xóm quan tàn ruộng đồng khô khan xóm sang lòng ta. Tía, chạng vạng rồi, sao tía chưa về nhà? Tía đi coi lúa ngày nào cắt để còn kêu công cắt. Lúa của mình khô hết rồi, còn đâu mà cắt hả tía? Tía quên, hạn hán lúa đâu có kịp ngậm sữa, trắng tay rồi. Hạn hán xảy ra, bà con mình ai cũng bị thiệt hại mùa màng, ai cũng gặp khó khăn, chứ đâu riêng gì gia đình mình, phải không tía? Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao ước mơ hy vọng của tía đã bị hạn hán thiêu đốt thành tro bụi. Tía, rồi đại hạn sẽ qua, chúng ta cùng với bà con sẽ làm lại mọi thứ tía à. Nhiều đêm rồi con thấy tía không ngủ, tía cứ ra ngồi ngoài hiên nè, liên tục hút thuốc. Này, tía ho nhiều lắm đó, con lo là tía sẽ... Tía không có sao đâu. Tía ơi, chuyện gì cũng có hướng giải quyết hết á, vậy tía đừng có quá lo lắng nghe tía. Nè, con hãy nhìn đi con, con thấy không, thiên tai đã để lại nơi nó đi qua những điều tàn đổ nát, vườn ruộng hoang vu u buồn sơ xác, hạt lúa cũng nghẹn đau khi nắng hạn chói chang, mang con nước mặn theo về. Lối tại nơi ai hay tại ý ông trời, tía đã sống ở nơi đây từ thời còn thơ dại, đã chứng kiến bao lần sự hủy hoại của thiên tai. Nhà nông quanh năm cấy cày, tóc cháy nắng tay chai, nhưng chỉ một trận thiên tai là hủy hoại đi tất cả. Con hãy nhìn xem đồng ruộng quê ta sơ xác,
mất mát đau thương trùm phố xóm thôn nghèo. Đời người chông chênh như thể cánh bèo, trọn kiếp chống chèo chỉ mong vượt qua nghèo đói. Mơ ước nhỏ nhoi đã tan thành mây khói, làm sao tránh khỏi đau buồn trước tháng càng tăng thương. Mùa này thất bát, mùa sau sẽ trúng đậm tí à, sẽ được giá mà được mùa luôn nữa. Cứ tin như vậy cho nhẹ lòng tí ha. Dồn liên dài mượn nuôi cá, giờ cá chết hết, mấy công ruộng cũng mất trắng, làm sao có tiền để trả nợ đây hả con? Dạ, mình từ từ làm, từ từ trả nợ mà tía. Rồi còn chuyện cưới hỏi của con với thằng Đèo. Tía ơi, con với anh Đèo á đều còn trẻ, vài năm nữa cưới nhau cũng được mà tía. Tía đừng có nghĩ ngợi gì hết, con chỉ muốn được nhìn tía vui thôi. Nhà thằng Đèo, nhà nước cấp vốn cho nó nuôi bò, nuôi được hai cặp, giờ không có cỏ tươi cho bò ăn. Nó kêu lái tới con, chắc nay mai nó cũng bán cặp bò. Dạ, ảnh sợ nắng gắt quá thiếu cỏ cho bò ăn, chúng chết á thì mất cả chì lẫn chài, nên ảnh quyết định bán. Thời tiết khí hậu ngày càng diễn biến thất thường, đói khổ sẽ tràn lan. Đồng để ngắm môi chim nhớ lá rừng, ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Ê con kia. Dạ. Mày làm gì vậy? Tao đang hát à, mày làm gì vậy? Dạ con bơi đó ông chủ. Tao hát mày không múa mà mày bơi là sao? Dạ con sợ nước lũ cuốn trôi con. Mày khùng rồi. Cái bài nước lũ chiều nước lũ kìa mới có nước lũ cuốn trôi, còn cái bài này là còn thương rau đắng mọc sau hè, hạn hán muốn chết rồi nước đâu mà mày bơi. Dạ tự miệng ông chủ á. Quên, ông mới nhổ răng. Mất có hai thằng tiền đạo à, mà lợi hại quá he ông chủ. Chàng đế thánh thần ơi, ta nói ơi, hát có mấy câu à mà con hứng cả xô nước luôn vậy hả? Ông mà hát hết bài hả, căn phòng này không ngập lũ con là con của ông luôn á. Tao biết sao tới giờ này mày chưa có người yêu rồi. Sao vậy ông? Vì xấu vừa vô duyên chứ sao. Dạ thì tại con xấu nên mới xin vô làm lao công, làm tạp vụ. Chứ nếu như mà con xinh đẹp á hả, và nếu con... Nếu sao? Con có đôi chân thiệt dài và hình dáng mạnh mẽ, thì cuộc đời này nè con sẽ chẳng thua ai, khi lắm kẻ mê sai các cô gái chân dài. Chân mày dài giống tao á. Chẳng ai đoái hoài rung động trước một tâm hồn sáng trong chân thật. Con rất buồn thương phần số hầm heo, xấu xí cho nên không được đại gia yêu chiều. Nghe con nói điều này, ông thương con chịu nhiều lần đặng, cũng đồng phận gái như người mà họ cười thì con lại khóc.
Khóc nữa đi con, để cho ông lau dòng nước mắt. Dạ, không phải là nước mắt của con rơi, mà là từ miệng ông đó ông ơi. Chết chà, văn nữa hả? Dạ. Thôi ráng đi con, mai mốt ông trồng răng có hàng Tiền Đạo bảo vệ rồi, hết mưa rồi con. Dạ. Để ông lau mặt cho con nha. À, dạ thôi em ơi, con tự lau được rồi. Không, ông làm ướt mặt con thì ông phải có trách nhiệm để ông lau cho mà. Dạ, dạ đừng mà ông ơi, kỳ lắm ông ơi. Dạ thôi được này, rồi cái chỗ này ướt nè, để ông lau cho. Ông à, kỳ lắm ông à, đừng mà ông. Mày buông cái tay ra con chứ ông... mày dính cái tay sao tao lau được. Hai người làm cái gì vậy? Sao không ai trả lời hết vậy? Hai người làm cái trò gì đó hả? Dạ, cương quyết nhà bụi bay vô mắt con, nên ông chủ ổng định giúp con thổi cho bụi bay ra đó bà. Vậy sao? Đúng vậy đó bà. Nãy tôi thổi bụi cho nó bụi nó bay vô con mắt nó, tôi thổi rồi nè. Ông thổi như vậy rồi bụi nó trôi ra phải không? Bà không nữa, bụi bay chứ sao bụi trôi. Ông thổi mang theo mưa lũ nên bụi bị trôi. Ý với bà phun nước đầy mặt tôi nè. Tôi quên. Trời ơi, tội nghiệp bà quá à. Nín đi, lấy cho tao ly nước coi. Dạ, con đi liền thưa bà. Ông hay quá ha, rảnh rỗi quá mà, ở nhà rồi thổi bụi cho kẻ ăn người ở, để tôi có một mình lo mọi chuyện hả? Gì la ông thầm. Bà nhắc tôi mới nhớ, cái chuyện con Linda nó mạo phạm với đại ca hát báo á, em xui chưa bà? Em xui rồi. Dạ, nước nè bà. Vậy là mừng rồi. Chứ đại ca mà nổi giận ha, tôi với bà có nước dẹp quán luôn. Ủa rồi bà định xử cái con Linda Stetser đó làm sao? Tôi sẽ xử nó thật nặng, để cho nó không được phép quên mình là gái làng chơi. Đã chơi thì chơi cho tới bến, để cho thường để vui lòng thì nhà hàng của ta mới mong đông khách. Bà, nhưng mà nó là gái nhà quê, mới rời làng về nơi phố xa, chưa quen lời lạ gọi mời, hãy nghe lời tôi tha cho nó đi bà. Tha? Tha nó lần đi. Ông đừng nhọc công xin xỏ mà chi, khi lòng tôi đã quyết định rồi. Tôi bắt nó phải chịu bồi thường 3 tháng liền chẳng được hưởng lương. Ôi trời, sao mà thê thảm thảm thương. Bà nương tay một chút đi bà. Can hệ gì bà, ông cứ gian sinh. Ông mê đó rồi phải không? Làm gì có. Tốt nhất là như vậy, ông mà lén phén đó nha, coi chừng tôi đó. Vậy là bà nhất quyết xử phạt để mà làm gương. Nó phải bồi thường thiệt hại đêm qua cho tôi, bên cạnh đó nó phải bị cắt lương. Sau 3 tháng, số tiền bo tiền lương của nó kiếm được tôi sẽ lấy hết, để trừ vào cái số tiền mà nó phải bồi thường. Trời ơi, tội nghiệp cho con bé mà. Con! Trời ơi, năm
ôi cái tay nó đau cái vai quá vậy nè. Hiền à Hiền. Dạ. Ai gặp mày mà mày đi đứng gì kỳ cục vậy Hiền? Ai kêu Hiền có Hiền ngay đây. Chẳng hay ông, chẳng hay ông cần gì, cần chi muốn gì, nói liền đi ông. Hiền cháu quán công, xin ông chớ ngại. Ông nhức đầu, nhức vai, hay là ông sắp đài? Ê, ê con này sao mày vô duyên, mở miệng ra khiến người ta bực mình. Vì con chân tình, ông thương tình bỏ qua. Hiền, Hiền biết mát xa. Mát xa là gì nhỏ? Lấy tay này là để lên đây cho toàn thân luôn. À, thế ghê, con sợ lắm. Có gì đâu sợ. Khi nào mà người ta nhức mỏi toàn thân á, thì mới mát xa hết toàn thân. Còn cái này ông chỉ đau vai nè, rộn mỗi cái tay thì chỉ cần mà massage cái chỗ cái vai với cái tay là được rồi. À, con làm được không? À, dạ được chứ, để con mừng cho. Ừ, mừng đi, à, đó. Cái này á, ở quê con á, người ta kêu là đấm nè. Trời ơi, mày làm cái gì mày đấm tao một cái đau dữ vậy mày? Đấm là phải đau, còn bây giờ nè, à, thì bóp bóp nè ông. Ông thấy làm sao? Được đó con, bóp nữa đi con. Đây ra chỗ này nè. Nữa đi con, bên đây đó. Được không ông? Cái tay ông nữa nè, cái tay ông nữa nè. Đâu có cái tay bên này đó. Bên đây bóp xích lên, xích lên chút đi. Đó. Ngô Ma Dương. Trời ơi, bà về tới rồi. Có khách hả? Có anh Dương tới hả? Tôi kêu ông đó. Tôi tên Sửu mà. Bà kêu trâu mà sao bà gầm như sư tử vậy? Ôi, có Hiền. Dạ, con đây bà. Trời ơi, hai người chẳng biết xấu xa, giở trò ông bướm trăng qua trong nhà. Bà ơi, bà chớ xảy ra, đâu ai là bướm là qua nơi này. Vậy mày với ông mới làm gì? Vừa vào, tao đã bắt tận tay. Cả hai ân ái say xưa mến tình. Trời ơi, bình tĩnh đi bà Hương hỏi. Đừng có chửi bới lùng tùng. Sửu này là kẻ thủy chung. Thủy chung phản bội tôi điều tra biết liền. Nói mau. Ông với nó vừa mới làm gì? Hả? Có làm gì đâu. Tôi mỏi cổ, mỏi vai, tôi nhờ nó so bóp giùm chút thôi chứ có gì đâu. Dạ, đúng y chang như vậy đó bà. Con chỉ xoa xoa, bóp bóp vai trong thôi à. Thật không? Thề luôn, 100% luôn, thiệt luôn. Ai nói láo bà làm gì? Nếu bà nhìn đi, nó xấu như quỷ gì ai thèm. Nhìn nó là nó không đẹp bằng tôi rồi, là cái chắc. Nhìn nó là tôi muốn ói rồi, muốn chi mà đàn ông mê, phải không ông? Đúng rồi. Thí dụ mà cái ấy thì ta cũng kiếm cái người nào đẹp đẹp, người mẫu rồi chứ cái gì nói với tôi, cái chân nó với tôi bằng nhau. Trời đất thánh thần ơi, bà ghen riết rồi như bà bị khùng vậy đó à. Con xấu như thị nở nè mà cũng ghen à. Nên mày, ta vã mày một cái là mày không còn cái răng mày ăn bây giờ. Đi vô nhà kho lôi cái con Linda ra đây cho tao. Dạ.
ơi, cái con nhỏ này riết mà nó không hết biết. Điều thuyền mà như nó, chắc chà con Đổng Trác không có trúng liên quần kế của Tư Đồ đó. Vậy mà còn ghen. Biết nó xấu rồi còn ghen. Ồ, bà định làm gì con Linh Đa à? Chờ đi, chút ông sẽ biết. Dạ thưa bà, Linda Daisy đã được áp giải tới rồi nè bà. Để nó ở đó đi. Còn mày, đi ra dọn dẹp. Dạ, điêu thuyền con xin đi dọn dẹp nhà vệ sinh. Sao con, bị đòn có đau lắm không con? Bà lừa tôi. Bà lừa tôi. Sao gọi là lừa hả con? Con muốn có tiền, bà giúp con kiếm tiền. Bà tốt quá mà, phải không nè? Nhưng mày không biết điều. Bà, tao hỏi mày tại vì sao mày làm cho khách tao nổi giận? Bởi tôi không muốn bán xác thân để đổi lấy miếng ăn. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng tiếng của tôi đã từng căn dặn: nghèo á thì cạp đất mà ăn, chẳng bán nhân phẩm cho ai. Đã bao ngày chịu trầm đắng ngàn cay, thì tao cứ tưởng rằng tâm tính mày sẽ đổi thay. Nào ngờ hôm nay mày dân cứng đầu ương ngạnh, mày muốn giữ vẹn thanh danh, tao sẽ biến mày thành thứ hôi tanh. Bà tàn ác lắm. Bà biết tôi cần tiền trả nợ cho tía tôi, bà xúi tôi bỏ quê lên làm cho bà. Tôi ngu dại, tôi nghĩ bà là người tốt, nghĩ bà sẽ cho tôi giúp việc nhà với mức lương cao như lời bà hứa. Ai ngờ bà bắt tôi làm gái. Đúng là tao lừa mày đó. Vậy bây giờ mày làm sao? Làm việc cho tao hay không? Không, tôi không làm. Cứng đầu ương ngạnh. Bà có giết tôi thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận làm điều xấu xa nhục nhã. Dù phải bỏ tay nơi trời xa xứ lạ thì tôi vẫn cam tâm vì giữ được danh giá gia đình. Bà là ác quỷ hung hăng chẳng chút nhân tình. Bà điểm tô đời mình bằng lụa là sang cả để che đậy lòng dạ của một kẻ gian tà độc ác xấu xa. Bà bắt người ta bán phấn buông qua để vợ chồng bà sống trong nhà cao cửa rộng, nhân quả trả dài lưới trời lồng lồng, bà sẽ không thoát được bao giờ. Hổng, mày chù quẹo vợ chồng tao hả mày? Tao đánh cho mày chết tía mày luôn nghe mày. Thôi, đừng có đánh nó nữa. Sao ạ? Nó đâu có sợ đòn. Tôi có cách khác để trị nó. Cách gì vậy? Ê, tao tặng không con nhỏ này cho hai thằng mày đó. Đưa nó đây đi. Ê, bà định đây nè. Để tôi cho hai thằng này dạy nó cái cách tiếp đãi đàn ông. Không, hai thằng này nó không có kinh nghiệm đâu. Cái vụ này tôi kinh nghiệm hơn, để tôi dạy nó cho. Tôi đó. Thôi hai đứa làm đi con. Nhanh đi. Thả tôi ra. Giải quyết cho lẹ đó. Thả tôi ra. Bớ người ta. Cháy nhà. Bếp đâu chủ bà chủ ơi? Cháy gì? Cháy hả? Trời ơi, cháy nhà rồi bây giờ sao? Mày nói cái gì? Nhà cháy. Không phải, cháy nhà bếp. Con đã gọi
gọi đội chữa cháy rồi, họ sẽ đến ngay. Thằng ơi, cháy nhà bếp rồi. Bây giờ làm sao? Đi xuống bếp coi chữa cháy. Hai cái thằng mày bỏ cái con nhỏ đó ra. Công an mà tới đó nghe là chết. Súng phụ tao dập lửa nè, đè lên. À rồi, hai thằng mày xuống chữa cháy đi, để cho tao. Đi! Đi, tôi đi luôn hả? Tội nghiệp cho chị quá. Đẹp ơi, giờ này em ở đâu hả Đẹp? Bữa này anh bay anh ba, sao anh mặc áo rách tà đi đâu? Vợ anh sao không chịu khô để anh áo rách hò. Thân tôi giàu dại phong sương, cảnh đời nghèo khó vương mang bao ngày. Nhóc nhằn đè nắng đôi vai, sờn vai áo rách, sờn vai áo rách, đâu ai mai giùm. Anh đèo hò hay quá ha. Thì Đẹp cũng vậy mà. Anh đi ruộng về hả? Ừ à, Đẹp về luôn chưa? Chút xuống sồn rồi à, đèo đưa về. Vậy cũng được. Anh đèo khát nước không? Em rót nước cho anh uống nghe. Thôi, hồi nãy uống nước rồi. Cảm ơn Đẹp nha. Chồm sớm không á mà anh khách sáo quá hả? Thì tại cũng lớn rồi, tập ăn tập nói cho đàng hoàng chứ. Lớn rồi sao anh không cưới vợ đi, để có người giá áo chung lo cày cấy với anh nữa? Thiệt ra cũng muốn lắm, nhưng sao anh đèo? Nhưng nói thiệt với Đẹp là từ bấy lâu nay tôi đã thầm thương một người con gái. Nhưng bởi do mình còn tay trắng nên chưa dám cùng ai bày tỏ chuyện ân tình. Ra ruộng chân lắm tay bùn dãi nắng dầm sương, lòng tôi đây chan chứa nỗi niềm thương, muốn được cùng ai chung đường chung bóng, muốn được sẻ chia vui buồn trong cuộc sống, nên nghĩa vợ chồng trọn lòng son sắt. Anh yêu thương cô nào mà sao không nói ra, ngày tháng trôi qua dần, lời muốn trao bao lần, nhưng nghe mình vẫn còn trắng tay, nên ngay ngần tỏ bài cùng ai. Anh đã yêu thì lời nên bày tỏ, để người ta hiểu rõ tâm chân tình.
trong sáng thì không phân biệt sang giàu hay địa vị thấp cao. Hả? Chỉ cần hai người thành thật yêu nhau, giữ vẹn trước sau trọn lòng chung thủy, thì tình yêu kia sẽ muôn đời bền bỉ, đâu có đáng gì vật chất phù du. Đạt, Đạt không có phân biệt sang hèn hả Đạt? Dạ, thương nhau á là ở tấm lòng mà thôi, miễn là hợp tính nè, hợp tình là hạnh phúc rồi. Vậy Đạt ơi, đèo 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 sao? Đèo thương Đạt. Hả? Anh đèo thương Đạt hả? Đạt, Đạt có thương. Ủa, đề đèo chưa hỏi xong mà. Kỳ quá hả? Dính rồi. Vậy là dính rồi. Hả? Dính gì? Dính gì vậy? Cua dính Đạt rồi. Cái anh này. Vậy là từ nay. Từ nay sao? Từ nay mình sẽ trở thành một đôi tình nhân, gắn bó bên nhau rồi cưới nhau, chung sống đến trọn đời trọn kiếp luôn nghe Đạt. Lời anh trao lòng nghe sao xuyên, mai mốt nên duyên cho niềm luyến thương đầy vơi, để hai ta cùng xây đắp giấc mơ cuộc đời. Trời quê hương xanh màu yêu thương ngừng ái ân nồng sâu, hai ta cùng mong đợi ngày thành đôi. Anh đèo. Hả? Nói lời á là phải giữ lời đó nghe. Không có được thai bụng thai giả à nghe. Trời đất, bụng dạ người ta làm sao mà không tin nữa hả? Không phải không tin, mà tại sợ. Nếu mà sợ thì để đèo thề cho nghe nè, đèo mà có thai bụng thai dạ đó hả là cho bà bắn đèo đi. Ủa, tài này của người ta mà. Quên, tại mừng quá nên quên. Cái anh này. Sống chết ra sao hả Đẹp?
tía đâu cần con mần kiếm tiền trả nợ cho tía. Tại sao con dại dột trốn nhà đi như vậy? Anh ba, anh ba. Cô Tư, cô mới qua đó hả? Dạ. Anh lại nhớ con đẹp nữa phải không? Còn với cái thiệt là dại hết biết, tự ý bỏ đi như vậy. Nó mất mẹ từ nhỏ nên tôi cưng chiều nó. Con cưng là con hư mà. Nó thương anh, không muốn anh lo lắng vì nợ nần, cho nên nó mới... Tôi đâu có cần nó mần như vậy đâu cô Tư. Nó đi xa có mình ên như vậy, lỡ có chuyện gì thì tôi làm sao sống nổi hả cô Tư? Thằng Đèo nó cũng đã lên trên đó tìm con Đẹp rồi. Anh đừng có quá lo lắng rồi sinh bệnh nó thì khổ. Tôi tin là con Đẹp nó sẽ không có sao đâu. Thằng Đèo cũng đã lên trên đó gần một tháng rồi mà có tin tức gì đâu. Cô nói vậy là để tôi yên bụng yên dạ thôi, chứ còn cô lo cho thằng Đèo đâu kém gì tôi lo cho con Đẹp đâu. Tấm lòng của kẻ làm mẹ làm cha như tôi với anh là như vậy đó. Dù phải trải qua vất vả gian nan, dù sống trong cảnh đời nghèo khó, nhưng vẫn cố gắng lo cho các con có cuộc sống ấm no hạnh phúc vương tròn. Tình thương ấy mãi không vơi, dù thân xác hao mòn, con anh con tôi vẫn còn ngủ khờ dũng dại, chưa hiểu được đường trần nhiều cạm bẫy trong gai. Con Đẹp vì muốn anh dơi nỗi gian khổ đắng cay, nên nó vội làm cánh chim bay vào khoảng trời giống tôi. Thôi thì tình thương của ta hãy luôn là bến đỗ để cánh chim non quay về tổ ấm. Tôi thương con tôi bằng tất cả thâm tình, nên sợ nó phải chìm nổi linh đinh giữa dòng đời nghiệt ngã. Tôi khuyên anh đừng lo âu buồn ba, khi đêm tối qua rồi ánh dương sẽ bừng soi. Tôi cũng hy vọng như vậy, giờ chỉ còn biết cầu mong trời Phật phò hộ cho hai đứa nó bình yên quay về với gia đình thôi. Tôi cũng vậy, mong cho sắp nhỏ sớm tìm gặp nhau rồi mau về nhà. Chứ tôi nhớ con tôi lắm mình ba ơi. Tôi hiểu tâm trạng của cô, tôi cũng có khác gì cô đâu. Nín đi cô, đừng có ôm tôi chặt quá. Bỏ ta ra đi cô. Tôi buồn lắm, anh cho tôi khóc một chút đi anh ba. Khóc được rồi, đừng có ôm tôi. Mình sắp mần xuôi đó, lỡ mà bà con thấy người ta đồn tùm lum thì à, Tôi quên. Xin lỗi anh. Không sao, tài kẹt sắp nhỏ chứ nếu không cô cứ ôm tôi thoải mái. Mất dịch anh à nghe. Tía ơi, con nhớ tía
tay. Con nghĩ suy nông cạn, vội tin lời hứa hẹn của người ta. Con tưởng sẽ kiếm được tiền để giúp tía trả nợ. Ai ngờ chắc là tía buồn, tía giận con lắm phải không tía? Anh Đèo ơi, em cũng nhớ anh lắm. Chắc anh trông ngóng em lắm phải không anh Đèo? Em không biết mình có còn gặp nhau được không, hay sẽ xa nhau mãi mãi. Khi hiện giờ em như cánh chim bé nhỏ chơi vơi nơi xứ lạ trời xa. Giữa chốn xa qua lòng lửa giá tra, ngọn gió tàn đêm thôi hồn lạnh giá. Nhớ quá quê nhà, nhớ cha già và nhớ cả người thân. Rời bỏ quê hương, xa cách người thương, lòng mãi vẫn vương bao nỗi u buồn. Nhớ ngày quen nhau được chiều vắng vẻ, hai đứa khẽ trao lời mong trong đời kề cận bên nhau. Tình đã gửi trao, cho dù mai sau mình sống trong gian khó hay sang giàu, thì chữ sắc son vẫn chẳng phai màu. Dẫu cách xa nhau hai phương trời diệu vời, nhưng vẫn đợi chờ ngày đến bờ đê thơ mộng. Nghe gió đồng xa thôi lòng tư bề, kề với người thương nhắc lại tiếng hẹn. Đừng có trách giận gì em nghe anh Đèo. Mình ở đây chẳng khác gì cá chậu chim lồng. Bọn người kia nhất định sẽ bắt mình làm nghề nhục nhã ấy. Chỉ mong mình chết quách cho xong. Mình chết quách cho xong. Chị định làm gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi muốn kết thúc cuộc sống đau khổ tủi nhục này. Chị Đẹp, chị Đẹp ơi, em biết hiện nay chị đang gặp cảnh đắng cay tuổi buồn ngang trái. Em khuyên chị bình tâm suy nghĩ lại, chờ đợi ngày mới đoàn tụ với gia đình. Đừng càng nghĩ cùng suy rồi quý hoài đời mình. Chỉ hãy nhìn thật sâu vào tận cùng đêm tối, sẽ tìm thấy được con đường trôi lội ánh ban mai. Dù hiện giờ chị đang sống trong tủi nhục đắng cay, nhưng đời chỉ còn dài, tương lai hãy còn đó. Chị nên nói
ơi giữ niềm tin, vững lòng vượt qua sóng gió. Ngày mai nắng lên xóa tan bóng tối đêm dài. Ngày mai đó chắc còn xa lắm. Không xa đâu chị à. Anh vô đi. Anh Đèo. Đẹp. Đẹp em. Anh Đèo. Anh nhớ em quá. Anh lo lắng cho em lắm Đẹp ơi. Em cũng vậy. Em nhớ tía, nhớ anh, nhớ cô Tư nữa. Đẹp ơi, anh... Hai người tâm sự đi ngang. Em sao ngoài canh cửa cho. Cảm ơn cô Hiền nghe cô Hiền. Anh vô đây bằng cách nào mà không bị phát hiện vậy? Hiền dẫn anh vô đó. Hiền nói là bọn họ hôm nay cho đóng cửa nhà hàng sớm để đi đám cưới em trai bà chủ ở Bình Dương. Rồi họ giao chìa khóa, giao nhà lại cho Hiền giữ giùm. Nhờ vậy nên anh mới vô đây gặp được em đó. Đẹp ơi, em gầy gò quá, còn xanh xao nữa. Tội nghiệp em quá Đẹp ơi. Anh Đèo. Khi em đi rồi, em có biết là anh lo lắng cho em như thế nào không hả Đẹp? Anh Đèo, anh Đèo ơi, từ độ xa quê về phố thị kêu xa đèn hoa rực rỡ. Em cứ ngỡ người ta sẽ tận tình giúp đỡ, để em có thể kiếm tiền thay tía em trả nợ. Ai có ngờ đâu em đang bước chân vào hố sâu cạm bẫy chốn đô thành. Em hụt hững chơi vơi như chiếc lá xa cành. Chốn Sài Thành người xa cảnh lạ, em muốn về lại quê nhà cầu xin tía thứ tha. Nhưng chim đã vào lòng làm sao có thể thoát ra. Em không chấp nhận làm chuyện xấu xa nên người ta hành hạ đọa đày. Suốt bao tháng ngày anh lo lắng đợi mong, giờ gặp lại em niềm vui dâng ngập trong lòng. Anh sẽ đưa em về lại chốn ruộng đồng, dù cuộc sống khó khăn mà lòng người nghĩa nhân son sắt. Anh hãy là cây lúa xanh, em sẽ là mặt đất, đôi ta kết chặt ân tình son sắt bên nhau. Cái lời này nè, hồi đó em cũng đã nói với anh rồi, vậy mà bỏ người ta. Mà thôi, gặp được em anh mừng lắm. Mình về quê đi em, bác ba trong em dữ lắm đó. Dạ, mình mau về đi anh. Đi đâu đó tụi bay? Hả? Trời ơi. Về đâu? Họ phát hiện ra mình rồi anh Đèo ơi. Hiền, Hiền cũng bị liên lụy rồi. Chạy lên trời mới thoát khỏi tay vợ chồng tao. Mày tưởng mày giả ngu giả dại mày qua mặt được tao hay sao? Bà chủ, bà nói gì con không hiểu. Sau cái lần mày giả bộ làm cháy quần áo khi ủi đồ, rồi dùng quạt quạt cho khói bốc cao, để hệ thống báo cháy la inh ỏi, rồi mày gọi đội chữa cháy đến. Hôm đó là tao định xử cái con nhỏ nhà quê kia. Nhìn cái mặt á thì thấy có vẻ là vô tư, nhưng mà sâu chuỗi lại sự việc thì mới thấy tất cả là do mày bày mưu để cứu con Đẹp, phải không? Ông chủ, ông đừng có đổ oan cho con. Con có biết gì đâu ông chủ ơi. Ông chủ, cứu điều thuyền đi ông chủ. Khánh ơi, giờ này mà mày chưa có chịu lộ diện hay sao? Để tao nói tiếp cho mày nghe nè. Từ lần đó, tao đã nghi ngờ mày, và tao đã thuê người theo dõi mày, cho đến khi mày tình cờ gặp cái thằng nhà quê kia ở công viên á. Mày đưa nó về phòng trọ của bạn mày, cho nó ở tạm. Rồi mày hứa là mày sẽ giúp nó với con Đẹp đoàn tụ. Sau khi mày biết con Đẹp chính là người yêu của nó và hiện đang bị tao giam giữ, đúng không? Trời ơi, sao chuyện của mình mà bọn họ biết hết vậy Hiền? Biết được ý đồ của tụi bay nên tụi tao mới bày ra cách này nè. Đóng cửa nhà hàng sớm
sau đó giả vờ cho bọn tiếp viên về Bình Dương ăn tiệc cưới, rồi nhờ mày trông coi nhà hàng. Bọn tao cố tình giăng bẫy và mày đã sập bẫy. Nói mau, mày là ai? Tại sao trà trộn vào đây để theo dõi bọn tao? Nói! Mày không nói hả? Đánh cho mày chết luôn nè! Ông kia! Ông nào? Ông á! Tao sao? Chờ có nắng cô ta mà mang quả vào thân. Chờ có quả hung hăng mà mang quả vào thân. Nè, muốn đánh đập gì thì hãy đánh tôi đi. Đàn ông gì mà hèn hạ xấu xa. Nè, chớ có kêu ca mắng chửi rồi sẽ tới bọn bay lọt vào tay của thằng xấu, không ai cứu được đâu. Mày quá cứng đầu nên chịu sầu đau, còn con nhỏ này làm chuyện tào lao. Sao mà mày ngu quá vậy? Thấy chuyện bất bình tôi không thể lặng thinh, nên tôi quyết liều mình giành lại công bình cho cuộc sống nhân sinh. Chắc nhỏ này nó coi phim hình sự nhiều quá cho nên nó bị quan tưởng. Công bình nè, công bình nè. Hiền, đứng yên, các người đã bị bắt. Đứng yên, nhúc nhích là chúng tôi nổ súng. Giơ tay lên cao. Giơ tay lên. Các anh ơi, tụi em có tội gì đâu mà các anh dùng súng ống trấn áp bọn em vậy? Tội gì về cơ quan điều tra bà sẽ rõ. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng để chứng minh việc làm vi phạm pháp luật của bà. Các đồng chí, dẫn giải họ ra xe. Bà ơi, theo tổng tả tơi rồi. Tôi chưa kịp trồng răng nữa. Đi! Em giỏi quá hà, còn trẻ măng à, mà làm nhà báo, mà lại là báo gan dạ nữa chứ. Dám giả dạng là người giúp việc nè, để lọt vô sào huyệt của bà Hương nhằm thu thập chứng cứ cung cấp cho công an. Chị nể em lắm luôn á. Có gì đâu chị, tại em thích làm nhà báo nên theo đuổi thôi. Vả lại bọn người làm việc trái đạo đức, vi phạm pháp luật như vợ chồng bà Hương cần phải bị nghiêm trị để lập lại trật tự xã hội. Mà em cũng liều lĩnh thiệt á. Lỡ mà bọn họ bắt em làm tiếp viên luôn rồi sao? Em quá trang xấu quắc hà, nên bọn họ không chú ý tới em đâu. Vả lại trước khi đến đó em đã có kết nối với bên công an rồi, nên em hổng sợ. Thiệt, anh với Đẹp á mang ơn em nhiều lắm. Hôm qua đến nay anh nói cái câu này nhiều lần rồi đó nghe. Em ghét nghe cái câu khách sáo đó ghê á. Thôi thôi, ghét thì thôi, chỉ kêu anh Đèo đừng có nói nữa ha. Dạ. Ôi da, ôi, vết thương còn đau hả Hiền? Ờ, để chút xíu ăn cơm xong á, cái chị lấy hộp gà so nè, chị luộc rồi chị lăn cho em, mau hết lắm. Dạ. Nước sôi, tránh ra ngang, tránh ra ngang. Nè, bữa lẩu cá bông lau này, trước là ăn mừng chuyện con Đẹp với thằng Đèo về quê an lành, sau là để cảm ơn cháu Hiền đã hết lòng giúp đỡ con Đẹp với thằng Đèo đó nghe. Cũng may là tụi nó gặp con, nếu không á thì... Con, cô với bác ba cảm ơn con nhiều lắm nghe. Dạ, không có gì đâu. Cô Tư với bác ba đừng có nói vậy. Giúp người là việc tốt, cần nên làm mà. Phải không cô Tư? Phải phải, con nói chí phải. Cái xã hội này, nếu ai cũng đều gan dạ mà lại nhân hậu thành thật thì đâu có chuyện bất công. Muôn người tươi cười vui sống, chờ mong mấy chuyện xa vời là cuộc đời từ bao lâu nay. Người nhiều tiền thường hay ra oai, có mấy ai biết thương dân nghèo. Anh ba, anh nói vậy có chừng quơ đũa cá nắm rồi mít lòng đó anh. Tôi biết mà cô Tư, tôi biết xã hội cũng có người giàu tốt bụng, nhưng mà số người đó không có đông bằng mấy cái số người kia. Thôi bỏ qua mấy cái chuyện đó đi, giờ thì nhập tiệc hen. Dạ. Dạ. Chưa có ăn được còn nói chuyện với sách nhỏ. Má,
Gì? Chuyện Đẹp trốn nhà lên Sài Gòn. Hôm qua gặp bác ba, Đẹp đã xin lỗi bác ba và bác ba cũng đã tha thứ cho Đẹp rồi. Mà bỏ qua đi, đừng nhắc nữa mà má. Cha mày, ui da, tài lanh quá hen. Tránh ra một bên má, để tôi nói chuyện. Anh ba, chuyện thằng Đèo với con Đẹp cứ tiến hành y như kế hoạch tôi với cô đã tính. Tháng sau đám hỏi, tháng sau nữa thì mừng đám cưới. Nhất trí. Trời ơi, mình sắp được thành vợ chồng rồi kìa Đạt ơi. Chúc mừng anh chị nghe. Má ơi, cảm ơn má, cảm ơn tía, cảm ơn Hiền. Đạt ơi, vậy là hai ta sắp được nên tình nên duyên. Bên sông quê thuyền về neo đầu, giữ gìn câu son sắc em ơi. Nơi biển khơi nước dù dời cạn, nhưng tình yêu gian giữ tim ta. Qua cơn bão đồng ánh hồng dương soi, lối yêu thương đường tình mở rộng. Hãy cầm tay song bước bên nhau, sẽ bên nhau duyên cao đầu thắm nhớm. Qua tình yêu thơm ngát hương say, qua tình yêu thơm ngát hương say. Trời sắp mưa rồi kìa. Qua bao tháng dài hạn hán, giờ thì trời cũng đổ mưa. Cuộc đời là vậy, hễ hết cơn bị cực là đến hồi hới lai. Thôi, mời cả nhà. Nhất